Xin chào anh em, hôm nay mình lại giới thiệu cho anh em cái lốc lốc thông dụng nhá. Lốc này là hàng liên doanh, nhưng mà liên doanh là hàng liên doanh cao cấp. Đó. Lốc này là chuyên lắp đặt cho, nếu như mà là anh em thợ nhìn cái là biết ngay là lốc lắp cho xe gì. Con này là lắp cho con Matiz Spark. Thì cái dòng xe Matiz Spark này thì lốc này lắp được đời lốc này là từ đời 2004 đấy, 2004 đến 2010, 2011 là đều lắp lẫn được cho nhau hết nhá. Riêng cái dòng lốc Matiz này đấy, hoặc là Spark đều lắp được hết. Đặc biệt đặc điểm cái dòng lốc này là nó nhỏ gọn, đúng không? Rất nhỏ gọn, nhưng mà lốc này của nó thì lốc chạy piston thôi chứ không phải là lốc chạy san tích. Thì như nhà sản xuất, người ta sản xuất nên là cái dòng lốc chạy piston này lắp cho dòng xe Matiz, là máy Matiz là máy nó có một chấm thôi. Đấy. Máy một chấm thì là lốc nó nhỏ gọn. Thì như các bạn nhìn tổng thể cái lốc này. Lốc này đầy đủ nhá, và là mình chỉ việc tháo cái chân này. Đấy, tháo chân này ra cái bắt vào thôi. Đấy, nó bắt như này. Đấy. Thì mình vừa giới thiệu cho anh em cái lốc của con dòng Matiz Spark. Nếu mà anh em có nhu cầu tìm hiểu về dòng sản phẩm này thì liên hệ qua số điện thoại 0769086333. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.